Bây giờ phải hái xoài anh em, giờ không có gì ăn hết, phải hái xoài. Mọi người đang ở trên đỉnh núi mà. Đây xoài rừng à. Giờ ăn tạm thôi. Ăn tạm. Bây giờ có quả rơi này. Quả rơi hả? Nãy giờ biết thấy cầm cái lương khô mì à, quên chứ túi em có mì tôm nữa chứ. Quên mất tiêu luôn, lên rừng mà không có lấy gì để ăn. Đó. Thối rồi, hư rồi. Hư không, rồi. Không thối. Đây, bây giờ anh em lên đây là phải ăn trái cây rừng mọi người ơi. Bây giờ có tiền thì cũng không làm được gì cả. À quên chứ, hôm qua hai anh em đi từ trên kia lên đây mà trong túi một ông thì còn 200, một ông thì còn 600. Vậy mà vẫn đến tận gần đến Hà Nội mọi người. Đây, đây bây giờ mới hái được mấy cái xoài này. Ôi, anh em hái xoài để ăn mọi người, nhưng mà ở đây thật sự là hôm nay mình chưa làm cái chen nào mà phải đi ăn quả chua. Nhưng mà ăn xoài này em sợ tí đau bụng ấy. Vẫn có. Tí đau bụng mọi người. Ăn xoài đau bụng. Bởi vì là buổi trưa đây em quên lúc nãy ở ba lô em có mì tôm rồi là ờ có tí nó gặm quả coi. Quả đấy mới hái à? Vừa dụng đấy. Mới dụng hay dụng lâu rồi. Vừa đập xuống đấy. Ôi. Bây giờ anh em là phải ăn xoài. Ăn xoài mọi người. Bây giờ là không có nước, còn có còn một thôi. Còn một chai hai chai này. Đó, em sợ hết nước, không có đồ ăn được cho em sợ hết nước. Ăn tặng được mọi người. Hết nước là chết luôn. Tiếp tục di chuyển mọi người. Đây là đây, từng rừng bởi vì là đi 10 cây số mà. Ừ. Ngon không? Không chua lắm. Không chua à? Ừ. Quả này gần chín rồi. Đây, đây là xoài rừng mọi người. Xoài rừng không rửa luôn. Không rửa. Ừ. Không chua. Ừ, ăn được. Xoài rừng mọi người. Ừ. Ê, phải sinh tồn. Ở kia này không có gì ăn cả. Bây giờ bọn em ở đây chỉ còn có hai chai nước thôi. Còn bây giờ mới có 11 giờ trưa. Bởi vì lúc này em cũng không có để ý luôn. Trong ba lô em có mì tôm, có lương khô mà em không quên cầm đi. 3 giờ chiều mới đến nơi. Đây, em cho mọi người xem. Mọi người lại bảo em xạo. Mọi người lại bảo em là chắc là nó ngồi ở ven rừng, nó quay, nó xạo. Đây. Em cho mọi người xem. Xe là em khách trung tâm bao nhiêu xa nhá. Mời thấy không? Mời thấy không? Đó, đây mọi người biết em cách trung tâm bao nhiêu xa không? Đây. Đó, cách trung tâm nếu mà đi lên đây là phải mấy chục cây. À trên này có. Trên này có mấy ngôi mộ mọi người này. Này, trên này có mấy ngôi mộ. Anh Tam ơi. Ở dưới này có mấy ngôi mộ ra đây xem thử coi. Dây. Trên rừng này sao lại ở trên rừng lại có mộ ta? Ừ. Đi lên xem đi. Không, sợ lắm. Mộ ở trên rừng rất là thiêng mọi người nhá. Thôi con lên đây không có ý gì cả, con chỉ quay phim thôi. À, các ông các bà trên rừng rất là thiêng mọi người nhá. Đây có 3 ngôi mộ trên rừng sâu á mọi người. Đó. Rất là mát, anh lên đây ngồi anh ơi. Không có gì ăn nữa. Sợ hết nước nữa, còn có hai chai nữa. Có thấy không? Không ăn xoài không biết ăn gì đúng không ạ? Em ơi. Chắc phải. Wow, đường này khó đi thật, may lúc nãy em không đi á. Bây giờ bọn em ngồi nghỉ một xíu nữa. Tiếp tục lên đường. Tiếp tục đi qua nơi thầy Minh Chí mọi người nhé. Mọi người thấy không? Con đường đi là không hề đơn giản. Không hề dễ dàng. Nó rất là gian nan vô cùng luôn mọi người ạ. Đó, nhiều người bảo em là chắc ngồi ở bên ven rừng để quay. Mọi người có thấy không? Đó, khi nào mà mọi người thấy được hình ảnh này mọi người mới thấy rằng là con em có ngồi ở bên ven rừng không? Thực tế có phải ngồi bên ven rừng không? Đó.
để cho mọi người thấy được những hình ảnh. Mọi người lại bảo em là chắc thằng này nó ngồi bên ven rừng nó quay rồi là nó xạo. Mệt không anh? Em sợ thì hết nước, không đồ ăn này không sao. Sợ thì hết nước. Nó không biết là hả? Có một cái biến. Biến gì ạ? À, bây giờ mình ngồi đây một xíu nữa thì mình sẽ đi mọi người ạ. Nói chung là tìm đến chỗ thầy là không phải đơn giản mọi người ạ. Con đường đi bây giờ là rất là gian nan. Anh em là lên chắc mình cũng tranh thủ đi chứ không biết công là đúng không? Biết nó lên nó đưa thầy đi nữa. Đúng rồi. Đi. Tranh thủ đi mọi người. Nó giày này trơn lắm. Đi chỉ sợ té. Tranh thủ đi lên. Bây giờ em tiếp tục di chuyển đi mọi người. Đường rất là khó đi mọi người. Ai mà chưa từng leo đồi lội núi thì không đi được đâu. Trong rừng sâu mà. Lên trên đấy xong rồi chắc cũng phải 2-3 giờ chiều. Nước còn có 2 chai thôi. Cầm 2 chai nước. Này, đây là cái thực phẩm cuối cùng. 2 chai nước. Biết thế là cầm nhiều đi được rồi. Bọn em tiếp tục di chuyển. Trời nóng lắm mọi người ạ. Quá may có cây xoài này, ăn quả xoài vào đỡ hơn nữa nhỉ. Cao bụng hả? Kệ chứ. Ui, cầm thế nước thì không nổ, cầm 2 chai nước mà nó mệt. Nặng cả người luôn á. Cho mọi người xem cảnh ở trong rừng nhé. Hôm nay là mọi người đã đi khám phá nhé. Vừa được đi xem thầy mà vừa được khám phá nữa. Cho mọi người thấy trên rừng có gì, trên núi có gì á. Bởi vì đây là có 2 anh em thôi. Trên rừng có 2 anh em thôi. Đây là trên cây trái này. Xoài rừng này mọi người. Đó. Đây bên này cũng có trái này. Chút nữa nghỉ ngơi đó mọi người. Nghỉ ngơi tầm 2 phút. 2 phút nữa xong rồi bắt đầu đi. Bắt đầu là di chuyển lên trên kia. Đi vào mạch lên trên kia gặp thầy luôn. Chắc phải đi tầm 2 tiếng rồi đấy mọi người. Buổi trưa nắng lắm. Buổi trưa nắng phải đi lâu. Khi mà đi lên trên kia thì em sẽ quay cho mọi người xem. Đây cho. Đó, cái con đường đi mọi người thấy không? Đây là giống như có một con đường mòn ấy, người dân họ đi. Đó, trên này thì có 3 ngôi mộ ở trong rừng sâu. Mình thường thường những ngôi mộ ở trong rừng này đó linh thiêng lắm mọi người ạ. Thường thường nó ở trong khu rừng sâu trên núi này mà lại có mộ ở trên này này. Đó. Còn cách các khu vực thành phố này, cho mọi người xem này. Thấy đó. Cực kỳ xa này. Thấy không? Đi là hầu như là không có sóng đó. Đi đây không có sóng, không có mạng đó mọi người. Đây mọi người thấy biết. Nhiều người thì bảo em bảo là chắc nó ngồi ở bên ngồi ở nhà nó nói thôi mọi người không? Sáng nay mọi người thấy đấy. Bà con thấy rằng hành trình đi không phải đơn giản đâu. Bây giờ là em ngồi nghỉ đã mọi người ạ, chứ không lên trên kia em sợ sốc. Mình đi leo núi nó mệt quá mọi người. Toàn lên núi không thôi. Đây, ông Phương Nguyễn này đang ngồi nghỉ. Bởi vì sợ mình leo nhiều quá nó mệt ấy. Súng mình lại sốc nhiệt đó. Cứu không kịp ấy mọi người. Kiểu là mình đang đi ở dưới kia mà mình leo lên núi đó, sợ mệt. Hy vọng là chiều nay hữu duyên thế cả. Bởi vì bọn em mình có thằng Tâm. Không đi đâu, mình cũng không có quay chụp hình đâu. Mình không có tiết lộ địa điểm. Đó, chỉ cho mọi người biết là thầy ở đâu cho yên tâm thôi. Cho mọi người không có lo lắng ấy. Nên là quý vị khán giả cũng cảm thấy yên tâm là các thầy đang ẩn tu ấy. Đó. Rồi bây giờ thì em tiếp tục hành trình đi. Quý vị khán giả nào yêu mến thì có thể là bấm like hay là bình luận để chia sẻ góp ý nhá. Bọn em thì bây giờ cũng lên trên kia đang tiếp tục lên trên kia. Rồi là lúc nào mà đến gặp thì em sẽ quay luôn cho mọi người xem. Bởi vì đầu trưa nay bọn em chả cầm gì đi cả. Đi là cầm đúng 2 chai nước. Thực sự là lương khô mì tôm có không cầm đi. Giờ không biết sao luôn ấy. Bên trên kia xỉ sợ là đói thì không sợ mà sợ là khát nước. Ủa trên này muỗi nhiều lắm anh ơi. Còn muỗi nhiều lắm. Đó. Bên trên này là hữu duyên mà gặp được các thầy thì sẽ quay cho mọi người xem là cái tốt. Trên này thì có thầy Đức An với thầy Đức Hạ. Đức Hạ với thầy Minh Trí mọi người nhá. Còn thầy Trơn Trí thì có thể là biết đâu là gặp ở trên này luôn mọi người. Đúng không? Bây giờ chúng ta đâu có biết được như nào đâu. Đâu có biết được là thầy nào với thầy nào đâu. Thì trước mắt thì nghe đâu có 2-3 thầy. Nhưng mà biết đâu thì lại có cả sư Trơn Trí ở trên đấy nữa thì còn gì vui hơn nữa. Đúng không mọi người? Đó. Rồi em bây giờ em đi tiếp đây.
người nhé. Chào mọi người.